Hôm nay là ốm rồi, bệnh rồi chị, nhưng mà nằm ở nhà thì đọc được comment của anh trai đó, rất là đọc lạ nên lên cho chị xem. Tư vấn cho anh một cái dàn loa nào chơi Tết, kết nối phải đơn giản, sử dụng dễ dàng, bật lên là hát liền đó. Chị coi nó nói gì với em, thì chị nghĩ xem là có dàn loa được không? Loa vàng mà sao đơn giản được, làm sao mà sử dụng dễ dàng được? Đó là bên chỗ khác đâu, chứ bên em mình đã có em chị. Đây, chỉ cần đơn giản được không? Đó, một chiếc mixer, một cục đẩy và một cái miếng đầu thu dạng mini VT trong như này, và một cặp lo là anh chị có thể chơi Tết lung tung bang cùng với lại tất cả mọi người trong gia đình chúng ta. Ok không chị? Đẩy, giúp cho anh chị có thể đẩy được những cặp lo lớn như là cặp lo ba tắc đôi, ba tắc đơn đó. Và mixer có hỗ trợ cho anh chị là sẽ có chế độ vang sẵn luôn nè, 99 hiệu ứng vang số, là anh chị không cần phải gước thêm về vang cơ hay vang số nữa, đó là nó tích hợp sẵn. Và trên mixer này á, là mixer bắt 11 rất là hay, là nó có LV laser luôn đó, chỉnh chiên xong cho mình luôn, ok chưa? Và cái cuối cùng là chỉ cần nè, không đó, có cho mình nè một cái miếng đầu thu dạng mini như này là hát karaoke vô tư thoải mái, kết nối lên TV mùa Tết đó, hát xuyên ngày xuyên đêm cho em luôn. Mùng 1, mùng 2 hát nhạc Tết, mùng 3, mùng 4 hát nhạc xuân đó, mùng 5, mùng 6 á thì hát hả nhạc á gì đó, nghe chị hát thích thì hát đó. Đây, lên cho chị nghe thử vàng mà hả dễ dàng như này nha, đâu dây dễ dàng thực sự. Đây những vàng thì các chắc chị có nói tầm khoảng 10-15 phút là cao đó, là mình chơi được rồi. Đây chị nghe đó, lên nghe thử vàng nha. Xô hàng ở trên dài vậy đó, ok trên dài, đơn giản, dễ sử dụng, bật lên là hát, là nguyên vàng này với vàng nào nữa. Thắc mắc gì để lên những comment cho em về cái vàng lo hả, dễ sử dụng, dễ xài và thả lắp ráp đơn giản đấy nha chị.